trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình kiểm tra và động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội Xuân Đền Thượng được Công an thành phố Lào Cai tích cực triển khai. Trong phần tin thế giới, 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá khi mỏ khai thác vàng trái phép ở Venezuela bị sập. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi cũng đã mở đầu chương trình thời sự tối thứ Năm ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự làm việc về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và một số sở ngành đơn vị địa phương. Tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã báo cáo với Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã kéo giảm khoảng 5% số vụ việc mỗi năm. Riêng năm 2023 giảm hơn 10% nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và hoạt động hiệu quả của lực lượng công an. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ những kết quả nổi bật mà Lào Cai đạt được trong thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, để Lào Cai sớm trở thành cực tăng trưởng của vùng và là phên dậu vững chắc của Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Công an và các cơ quan trung ương ủng hộ sớm đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối vùng như nâng cấp đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai lên 4 làn xe, đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng lên khổ tiêu chuẩn 1435 mm, dự án cảng hàng không Sapa, triển khai xây dựng khu thí điểm thương mại tự do, ưu tiên phân bổ kinh phí trang thiết bị phương tiện hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai trong đảm bảo an ninh trật tự. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Lào Cai đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nhấn mạnh Lào Cai là phên dậu của Tổ quốc, cầu nối kinh tế quan trọng của đất nước, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh cần tiếp tục chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào. Trong phòng chống tội phạm, Lào Cai cần lấy phòng ngừa làm chiến lược lâu dài. Bất luận trong tình huống nào cũng phải giữ vững được thế chủ động chiến lược, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không được xảy ra khủng bố phá hoại gây rối an ninh trật tự, và phải đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là mục tiêu bao trùm nhất. Muốn làm cái việc gì là muốn cái gì cũng phải bám sát vào mục tiêu. Cần đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhân nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Lấy phòng ngừa xã hội là chiến lược lâu dài, phòng ngừa nghiệp vụ là cơ bản. Đây là mục tiêu để thể hiện trách nhiệm chính trị của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, nhà nước, giảm tội phạm, phấn đấu làm sao giành giật lại được những cái địa bàn không có tội phạm. Như mục tiêu tôi nói đã được, cái này làm rất nhiều công sức. Công an xã xuống địa bàn cũng để làm nhiệm vụ. Trong dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai. Cùng với việc biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, giải quyết kịp thời vấn đề an ninh tôn giáo, tập trung chấn áp, xóa bỏ các băng nhóm tội phạm, tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong đấu tranh với các loại tội phạm.
đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh Lào Cai cần tiên phong trong thực hiện đề án 06, tiếp tục nỗ lực xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Sáng ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tới kiểm tra và động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Cùng đi có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại diện Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Báo cáo nhanh với đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác về tình hình chữa cháy rừng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh thông tin, ngay khi phát hiện điểm cháy đầu tiên, tỉnh đã khẩn trương bố trí lực lượng, kịp thời chỉ đạo chữa cháy rừng phù hợp với tình hình theo phương châm 4 tại chỗ. Về điểm cháy xuất hiện vào cuối giờ hôm qua, ngày 21 tháng 2, tại thôn Dền Thàng, xã Tả Văn, hướng về tỉnh Lai Châu, các điểm cháy cũ vừa được khống chế khoảng 500 mét. Trung tâm chỉ huy tỉnh thành lập 4 tổ công tác, huy động trên 600 người tiếp cận, khống chế đám cháy, không để lửa lan ra diện rộng. Các trang thiết bị chữa cháy và vật tư y tế hỗ trợ sức khỏe cho lực lượng chữa cháy cũng được huy động kịp thời. Đến 9 giờ ngày 22 tháng 2, tất cả các điểm cháy đã được khống chế, không còn khói phát sinh. Với những điểm cháy âm ỉ sẽ nhanh chóng đổ nước xử lý triệt để. Hiện các lực lượng chữa cháy tiếp tục duy trì ứng trực phòng tình huống phát sinh. Đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, kịp thời của tỉnh trong công tác chỉ đạo chữa cháy rừng, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng chia sẻ khó khăn, biểu dương nỗ lực của các lực lượng và nhân dân tham gia chữa cháy. Đồng thời lưu ý với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, cần tiếp tục xử lý dứt điểm các điểm cháy, không để lửa bùng phát trở lại, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho khu vực rừng tự nhiên cũng như an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. Ngành chức năng, cấp ủy chính quyền không được lơ là chủ quan, cần rà soát toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn, nhất là tại các khu vực địa bàn có nguy cơ cao để chủ động phòng cháy, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng, sử dụng lửa cho người dân. Về lâu dài, tỉnh cần quy hoạch các điểm dân cư, tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo sinh kế cho người dân trong vùng lõi và vùng đệm nhằm bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là ngày thứ tư Lào Cai căng mình chống chọi với giặc lửa trong vụ cháy rừng xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên thuộc địa bàn xã Tả Văn, thị xã Sapa. Nắng nóng khắc nghiệt, địa hình núi cao hiểm trở lại xuất hiện nhiều đám cháy cùng lúc. Nhưng với sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, kịp thời của tỉnh, nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, từng người dân, tất cả các điểm cháy rừng đã cơ bản được dập tắt. Tại khu vực xảy ra cháy rừng tại thôn Xéo Mỹ Tỉ, xã Tả Văn, thị xã Sapa, hiện tại thì tất cả các điểm cháy đã được dập tắt. Công tác xử lý những tàn dư của đám cháy đang được bà con nhân dân cùng các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện với quyết tâm cao bảo vệ diện tích rừng mang ý nghĩa trọng điểm là khu bảo tồn thiên nhiên bậc nhất trong các vườn quốc gia của Việt Nam. Kể từ khi xuất hiện đám cháy đầu tiên, ông Giàng A Xèo và bà con trong thôn Xéo Mỹ Tỉ đã thường xuyên túc trực và trực tiếp tham gia chữa cháy. Hôm nay, dù đã thấm mệt, nhưng ông Xèo vẫn miệt mài dập từng đám tàn dư nhỏ để không xuất hiện thêm điểm cháy mới. Về hôm vừa rồi thì nó cháy to quá thì không thể dập được. Thì hôm qua đến giờ thì hôm qua thì gió nó bé bé tí thì nó rẽ tí. Mình thì mong muốn là không cháy, bất động phát là trong dân tộc trông mà đi dệt. Thời tiết nắng nóng bất thường không chỉ khiến cho công tác chữa cháy rừng gặp nhiều thách thức, mà còn xuất hiện thêm điểm cháy mới vào chiều qua 21 tháng 2. Ngay lập tức, trên 600 người cùng các phương tiện phục vụ chữa cháy đã được huy động, tác chiến kịp thời, dập tắt hoàn toàn điểm cháy mới tại thôn Dền Thàng. Đi đường nó rất là mệt và đường rừng núi nó rất là hiểm trở và khó khăn. Dù thấm mệt mà không nản. Với thời tiết này hiện tại đang hanh gió và nó rất là nắng thì khả năng nó sẽ bùng là sẽ có. Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ có các lực lượng ở bên trên đang tăng cường và rà soát lại những cái lần cuối cùng để triệt tiêu hoàn toàn cháy rừng. Một là kiểm tra rà soát kỹ lưỡng tất cả những cái khu vực mà đã xảy ra cháy để đảm bảo là sẽ dập triệt để những cái tàn dư còn lại sau cháy. Cái thứ hai là tiếp tục
xem xét những khu vực xung quanh để có thể sớm phát hiện ra nếu có những khu vực nào có nguy cơ cháy hoặc có những điểm cháy mới phát sinh thì sẽ kịp thời có lực lượng để xử lý và tiếp tục duy trì lực lượng trong thời gian 1 đến 2 ngày nữa với lực lượng phù hợp để tiếp tục kiểm tra kiểm soát một cách kỹ lưỡng. Những ngày tới, việc túc trực, xử lý tàn dư còn lại của các đám cháy vẫn tiếp tục được các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân tiến hành. Quyết tâm bảo toàn thành quả chữa cháy rừng cũng là bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá của vườn quốc gia Hoàng Liên. Theo các chuyên gia, tình trạng khô hanh, thiếu mưa gây ra cháy rừng tại Lào Cai và một số tỉnh Bắc Bộ và nắng nóng ở Nam Bộ những ngày qua là do hiện tượng El Nino kéo dài. Mặc dù El Nino đang suy yếu và dự kiến sẽ chuyển sang trạng thái trung tính, nhưng cần lưu ý đến khả năng xuất hiện của La Nina trong mùa hè 2024, mang theo những diễn biến thời tiết khác nhau. Nắng nóng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng. Dự báo mùa hè năm nay sẽ có những đợt nắng nóng phá vỡ kỷ lục của các năm. Do đó, các địa phương cần cập nhật và theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết để chuẩn bị, có phương án ứng phó đảm bảo sản xuất. Là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, ước tính mỗi năm đền Thượng đón rất đông du khách đến vãn cảnh chiêm bái. Dự báo từ hôm nay đến ngày 24 tháng 2, lượng khách đổ về đây sẽ tăng cao đột biến khi lễ hội đền Thượng năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã và đang được Công an thành phố Lào Cai tích cực triển khai. Công an thành phố Lào Cai đã huy động 100% quân số đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động, lập 6 chốt giao cứng và một số chốt phân luồng từ xa để điều tiết đảm bảo an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức lễ hội. Các vị trí trọng điểm dẫn đến khu vực đền Thượng đều được phân luồng, phương tiện, hướng dẫn đường vào lễ hội, bãi gửi xe. Tại mỗi chốt đều có biển báo và cán bộ trực hướng dẫn, hỗ trợ du khách, người dân. Đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa và trước khi diễn ra các sự kiện. Và khi diễn ra các sự kiện thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án cụ thể đối với từng sự kiện, vừa giải quyết được cái yêu cầu đảm bảo được tuyệt đối an toàn các sự kiện cũng như là công tác xây dựng hình ảnh thành phố Lào Cai văn minh, hữu nghị cũng như là một thành phố Lào Cai giàu bản sắc. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy có sự tham gia của nhiều lực lượng, thực hiện tuần tra công khai kết hợp hóa trang mật phục ở tất cả các địa điểm kinh doanh ẩm thực trò chơi để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống cháy nổ, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và du khách. Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ thành lập các tổ chốt, đảm bảo hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, phòng chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tuyên truyền để người dân và các cơ sở kinh doanh mùa lễ hội nâng cao ý thức về công tác phòng chống cháy nổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể, Công an thành phố Lào Cai đang nỗ lực để nhân dân và du khách có một hành trình trải nghiệm lễ hội đền Thượng thuận lợi và an toàn nhất. Năm 2023, Cơ quan Giám sát An ninh mạng của tỉnh đã ghi nhận và ngăn chặn trên 8.900 lượt tấn công vào mạng diện rộng và trung tâm mạng thông tin của tỉnh, giảm 28.500 lượt so với năm 2022. Các cơ quan chuyên môn cũng ngăn chặn 40,5 triệu lượt thư rác, thư chứa mã độc gửi vào hệ thống thư công vụ của tỉnh, giảm 25 triệu lượt so với năm 2022. Đây là kết quả của việc Lào Cai đã thực hiện các giải pháp nâng cao độ an toàn theo mô hình 4 lớp, tăng cường bảo vệ, bảo mật dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị và dữ liệu cá nhân. Hiện số lượng máy chạm cài đặt phòng chống mã độc trong cơ quan nhà nước đạt 100%. Đồng thời hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng của tỉnh được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, phối hợp thực hiện 21 cuộc ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn. Những ngày này, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã diễn ra lễ hội xuống đồng, khởi đầu cho một năm mới, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no. Ghi nhận tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát và xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tiếng trống, nhịp múa lân sôi động rộn ràng, những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo thêm không khí rộn ràng của ngày hội xuống đồng xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Theo phong tục của lễ hội xuống đồng thì mỗi thôn chuẩn bị một mâm lễ vật để thờ cúng trời đất thần linh. Có ý nghĩa, rất là có ý nghĩa từ ngày xưa.
ông cha ta để lại. Vâng. Cái này là nó mong được năm mới để mà mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuy là lễ hội truyền thống của dân tộc Giấy, nhưng bà con các dân tộc khác cùng du khách cũng kéo về tham gia hết sức sôi nổi, đầy hào hứng. Năm nào cô cũng đi xuống hội xuống đồng, và nhất là Quang Kim. Năm nay cô thấy vui hơn mọi năm. Rất là vui, phấn khởi. Thời tiết lại đẹp nữa. Lễ hội xuống đồng năm 2014 thì năm nay là cũng là cái năm thứ hai là triển khai tổ chức thực hiện sau cái đại dịch Covid-19. Nên là bà con nhân dân thì cũng rất là hưởng ứng, là đón nhận cái ngày lễ hội này mà cũng rất là vui tươi và phấn khởi. Tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, lễ hội xuống đồng được tổ chức ở cánh đồng tương đối bằng phẳng phía đầu thôn bản. Lễ hội với diễn sướng dân gian, trò chơi dân gian gắn liền với đời sống tinh thần của người Giấy. Tôi cũng là cha truyền con nối từ đời ông, bây giờ truyền cho tôi. Năm nay tôi cũng là thứ nhất là cũng khấn đầu tiên, khấn những cái ông cha để lại cho mưa thuận gió hòa, cho nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, tốt đẹp. Sau khi thực hiện các nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa, bà con cùng tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian. Phục dựng lại được cái lễ hội xuống đồng của người Giấy để giữ gìn cái bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Giấy chúng tôi ở xã Cốc San. Tôi cũng rất vui và phấn khởi, phải chuẩn bị cho mình những trang phục đẹp nhất, những đồ trang sức phù hợp nhất với bản sắc dân tộc của mình. Chúng tôi cũng có tham gia trò chơi đi cầu khỉ và bịt mắt bắt vịt, cảm thấy rất là vui. Sau nhiều năm gián đoạn, lễ hội xuống đồng xã Cốc San được khôi phục là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mở đầu cho một năm mới sản xuất phát triển. Tiếp theo chương trình, đã có hơn 60 triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân điện tử. Thái Lan phê duyệt ngân sách đặc biệt để tổ chức Đại lễ hội nước thế giới Songkran vào tháng 4 tới. Theo báo cáo kết quả triển khai đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đã có trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Báo cáo cũng cho thấy, việc triển khai đề án 06 đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Toàn quốc có trên 1.200 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, có hơn 1.600 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh và 615 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử. Trên 44.000 chỉ tiêu tuyển dụng được đăng ký tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng được tổ chức trong ngày 22 tháng 2. Trong số hơn 44.000 chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp đăng ký tại phiên giao dịch việc làm này, Bắc Giang là tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với gần 17.500 chỉ tiêu, tiếp đó là Bắc Ninh với trên 11.000 chỉ tiêu. Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn là bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải logistics, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch. Phiên giao dịch việc làm lần này đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là sinh viên, học viên mới tốt nghiệp. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại Brazil với trọng tâm thảo luận về tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà khẳng định
Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên, gồm cuộc chiến chống bất bình đẳng, đói nghèo, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng, cũng như cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Brazil cũng bày tỏ quan ngại về thực trạng bất bình đẳng và biến đổi khí hậu trên toàn cầu và cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng mà các thành viên G20 phải góp sức giải quyết trong năm 2024. Theo kế hoạch, tại hội nghị, các ngoại trưởng sẽ xem xét chương trình và kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới cũng tại Brazil. Chính phủ Colombia đã cảnh báo việc nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia LN ngừng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sẽ dẫn đến khủng hoảng không cần thiết trong tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong tuyên bố, đại diện chính phủ Colombia cho rằng quyết định của ELN ngừng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sẽ kéo dài tình trạng bạo lực mà người dân phải gánh chịu, cũng như làm suy yếu niềm tin của xã hội vào thiện chí hòa bình của chính phủ. Tuyên bố được đưa ra sau khi ELN ngày 20 tháng 2 thông báo sẽ không tham gia các cuộc đàm phán vòng thứ 6 đang diễn ra tại Cuba, cho đến khi chính quyền của Tổng thống Colombia tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại bàn đàm phán. Con người không cần phải lo ngại về trí tuệ nhân tạo AI, chừng nào còn duy trì được năng lực của mình. Theo Giám đốc phụ trách giáo dục và kỹ năng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, dù AI đang phát triển nhanh chóng, song chừng nào con người còn duy trì được năng lực của mình, thì không cần sợ hãi về AI. Để đảm bảo AI nằm trong tầm kiểm soát, ông Schleicher đề xuất hạn chế trẻ em tiếp xúc với công nghệ này và đầu tư vào các chương trình giáo dục để cải thiện kỹ năng tư duy. Ông cũng nhấn mạnh, nếu con người hiểu được các cơ chế vận hành của công nghệ, thì có thể nắm bắt cơ hội nằm từ những công nghệ đó. Nội các Thái Lan đã phê duyệt ngân sách đặc biệt lên tới 104,8 triệu bạt, tương đương hơn 2,9 triệu đô la Mỹ để tổ chức Đại lễ hội nước thế giới Songkran vào tháng 4 tới. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp xứ sở chùa vàng trở thành một trong 10 quốc gia có lễ hội hấp dẫn nhất, thu hút sự tham gia của cả người dân sở tại và du khách quốc tế. Thông báo từ Văn phòng Chính phủ Thái Lan cho biết, chương trình nhằm quảng bá truyền thống và văn hóa Thái Lan, đồng thời là sự kiện chào mừng lễ hội té nước Songkran hay Tết cổ truyền của Thái Lan, được Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Tết Songkran năm nay sẽ kéo dài 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, thay vì 3 ngày như mọi năm, trong khi các hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương, Venezuela thông báo một mỏ khai thác vàng trái phép tại bang Bolivar, miền nam nước này, bị dập, làm ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một khu vực khó tiếp cận gần thị trấn, cách thủ đô Caracas khoảng 750 km về phía đông nam. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quốc gia đã được điều tới để thực hiện công tác cứu hộ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ phủ bang Bolivar, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 km. Cùng với bang Amazonas lân cận, bang Bolivar tạo thành một khu vực có diện tích lên tới 112.000 km2 với trữ lượng lớn vàng, kim cương, thạch anh và coltan. Khu vực này là nơi tập trung đông đảo của các băng nhóm khai thác vàng bất hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân, mùa của lễ hội với các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia và trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa in sâu vào tiềm thức của người dân địa phương mỗi dịp xuân về. Những hình ảnh đẹp về trò chơi dân gian trong dịp lễ hội đầu xuân trên bản làng Dẻo Cao Lào Cai sẽ có trong mục Khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. We'll be right back.
Mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết trong tỉnh đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 23 tháng 2, Lào Cai trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên từ sáng mai trở đi, vùng thấp trong tỉnh có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, sau giảm mưa, gió đông nam cấp 2, vùng cao gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nên nhiệt giảm thấp dần. Tiết trời chuyển lạnh, sau rét nhẹ, vùng cao trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại nhưng không kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 17 đến 19 độ C, vùng núi trong khoảng từ 13 đến 15 độ C. Khu du lịch quốc gia Sapa giảm tới 10 đến 12 độ C. Không khí lạnh về, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, làm nền nhiệt giảm. Tuy nhiên, người dân các địa phương vẫn cần nâng cao công tác phòng chống cháy rừng ở mức cao nhất, đặc biệt tại những nơi vừa xảy ra cháy như vườn quốc gia Hoàng Liên, khu bảo tồn thiên nhiên Ba Sát. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.